Người vợ bí mật của danh ca bị đồn yêu kỳ duyên, 64 tuổi vẫn khiến MC lại văn sâm choáng ngợp. Nguyễn Hưng là nam danh ca nổi tiếng, từng bị nghi có tình cảm với MC Kỳ Duyên. Ở tuổi 64, sự trẻ trung, khả năng ca hát và vũ đạo của ông khiến MC Lại Văn Sâm từng phải thốt lên kinh ngạc. Nguyễn Hưng là nghệ sĩ hải ngoại nổi bật, có chỗ đứng vững vàng trong lòng khán giả. Ông sinh năm 1957, là một vũ công, ca sĩ người Canada gốc Việt. Hơn 20 năm qua, Nguyễn Hưng vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, là người nghệ sĩ có thể nhảy, hép, điêu luyện. Tên tuổi của ông gắn liền với những sản phẩm nổi tiếng như Chỉ riêng mình ta, Ngựa hoang, Say. Nguyễn Hưng sở hữu khả năng nhảy vô cùng điêu luyện. Ở tuổi 65, ông vẫn nhảy sung, hát khỏe, khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Trên sân khấu, Nguyễn Hưng là người nghệ sĩ luôn cháy hết mình. Xuất hiện trong chương trình ký ức vui vẻ đầu năm 2020, nam danh ca khiến MC Lại Văn Sâm và, và dàn nghệ sĩ hào hứng với màn trình diễn sôi nổi. MC Lại Văn Sâm khi đó phải thốt lên, tôi ngồi đây nhìn anh Nguyễn Hưng nhảy mà không thể ngồi yên được. Tôi chỉ có ngồi trên ghế đu đưa người thôi đã mệt lắm rồi, mà anh Nguyễn Hưng ở dưới có thể nhảy không biết mệt. Anh Nguyễn Hưng làm tôi thực sự chán ván về ngoại hình và năng lượng của anh. Tôi không hiểu tại sao Nguyễn Hưng lại có nhiều năng lượng đến thế. Nguyễn Hưng hợp tác rất ăn ý với MC Kỳ Duyên trở thành cặp đôi vàng của làng hải ngoại cũng vì thân thiết cả trên sân khấu lẫn ngoài đời mà nguyễn hưng và kỳ duyên từng có thời gian bị đồn yêu nhau trả lời tin đồn đó nguyễn hưng cho biết kỳ duyên quả thực là một bạn diễn ăn ý nhất với tôi từ trước đến nay mặc dù duyên ca không hay nhưng cách trình diễn thì hay lắm rất tình đúng là tôi luôn coi bạn diễn như người tình của mình vậy nhưng chỉ là trên sân khấu mà thôi nguyên tắc của tôi là không bao giờ để nảy sinh tình cảm liên quan đến bạn diễn mà nếu tôi với kỳ duyên yêu nhau thật thì sao cô ấy còn đi lấy chồng trên thực tế nguyễn hưng có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc ông không chia sẻ nhiều về vợ con vì muốn giữ cho họ sự riêng tư chính người vợ kính tiến đã tiếp thêm động lực giúp ông có được thành tựu lớn trong sự nghiệp như ngày hôm nay Ít người biết rằng chàng lãng tử Nguyễn Hưng vốn là người rất chung thủy, chân thành. Ông và bà xã Thục Hiền đã yêu nhau được hơn 40 năm, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thỏa ban đầu. Thục Hiền trước đây là dân khiêu vũ, từng cùng Nguyễn Hưng thể hiện ăn ý nhiều bài nhảy trên sân khấu. Những năm 80 của thế kỷ trước, Thục Hiền là một cô vũ công xinh đẹp, gợi cảm. Nhưng sau này, cô lui về làm hậu phương, rồi bỏ vinh quang để vun vén cho gia đình, để Nguyễn Hưng an tâm đi diễn. Biết chồng là nghệ sĩ được nhiều cô gái trẻ đẹp yêu mến vây quanh, Thục Hiền vẫn tin tưởng và hết lòng ủng hộ anh. Có lẽ cũng vì người vợ quá hiểu chuyện mà Nguyễn Hân càng thêm tôn trọng, yêu quý cô. 40 năm qua, chưa một lần gia đình họ lục đục, cũng chưa có một giây nào Nguyễn Hưng mảy may suy nghĩ phản bội vợ. Nguyễn Hân làm nghệ sĩ, thường xuyên đi lưu diễn, công việc ở nhà đều do một tay Thục Hiền quán xuyến. Đôi lần chồng đi diễn xa, Thục Hiền cũng xếp đồ, sách vali đi cùng anh, có thể tự tay chăm sóc chồng khiến cô cảm thấy đỡ lo lắng hơn thục hiện từ bỏ hào quang, chọn cách sống lặng lẽ âm thầm ở phía sau chồng. Nguyễn Hưng khi nói về vợ không khỏi xúc động, nếu không có người phụ nữ giỏi giang khéo léo đó nuôi dạy con cái, hỗ trợ mọi việc trong ngoài, tôi đã không yên tâm đi lưu diễn xa. Ồ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.